Kính thưa quý vị, và tiếp theo là phần tin tức từ Việt Nam. Bản tin sau đây cho hay blogger Trương Duy Nhất sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 3 sắp tới, và phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho hay là luật sư của nhà báo và blogger Trương Duy Nhất ngày hôm nay cho biết là phiên tòa xử ông sẽ diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 3 tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Trương Duy Nhất là chủ blog nổi tiếng có tên là Một Góc Nhìn Khác bị bắt hôm 26 tháng 5 năm 2013 tại Đà Nẵng vì bị cáo buộc là có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Blogger Trương Duy Nhất bị tạm giam từ đó cho tới nay. Luật sư Trần Vũ Hải là đại diện cho ông Nhất xác nhận với đài BBC Việt ngữ rằng thân chủ của ông sẽ ra tòa với tội danh này. Vẫn theo luật sư Trần Vũ Hải thì sức khỏe và tinh thần của blogger Trương Duy Nhất đều tốt và vẫn khẳng định mình vô tội, cũng như là các quan điểm trong các bài viết của ông Nhất chỉ là quan điểm cá nhân. Blog Một Góc Nhìn Khác của nhà báo Trương Duy Nhất được khởi sự từ năm 2011, trong đó thì có nhiều bài chỉ trích đích danh các lãnh đạo Việt Nam. Ông từng chê Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là hèn hạ khi không dám nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 vào hồi cuối năm 2012. Ông Sang gọi người này bị đề nghị kỷ luật là đồng chí X. Ngoài ra thì blogger Trương Duy Nhất cũng đã kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh từ chức trưởng ban nội chính Trung ương sau khi mà ban chấp hành Trung ương bác bỏ đề nghị đưa ông vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7. Được biết ông Trương Duy Nhất là một trong số hàng chục cây viết mà Việt Nam đã bắt giam trong năm ngoái. Một blogger nổi tiếng khác đó là ông Phạm Viết Đào cũng bị bắt theo Điều 258 vào tháng 6 năm ngoái, nhưng hiện chưa có ngày xét xử. Việt Nam, Hoa Kỳ cần ủng hộ mạnh mẽ Philippines làm rõ chủ quyền trên các đảo Biển Đông Tin Tử Main. Thưa quý vị, theo như giáo sư Ngô Vịnh Long, chuyên gia quen thuộc về Biển Đông tại Trường Đại học Main, Hoa Kỳ, thái độ cứng rắn trở lại của Hoa Kỳ trên hồ sơ Biển Đông là một cơ hội tốt cho Việt Nam để thúc đẩy các hồ sơ chủ quyền của mình. Vì sự dấn thân mạnh mẽ trở lại của Hoa Kỳ sẽ có sức lôi kéo đối với các nước Asian đang còn e ngại Trung Quốc. Tuy nhiên, để tranh thủ cơ hội tốt này, theo lời của giáo sư Long, Việt Nam phải mạnh dạn tiến thêm hai bước. Một là tích cực hơn trong việc hưởng ứng vụ Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc trong tư cách nước làm chứng. Và hai là xác định rõ và công bố quan điểm của Việt Nam về các thực thể địa lý trên Biển Đông. Theo đó, không một hòn đảo hay bãi đá và bãi sạn san hô nào có hải phận 12 hải lý. Theo lời của giáo sư Long, chỉ bằng cách nhấn mạnh đến sự khác biệt của mình trước các đòi hỏi tham lam và quá lố của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh đến mối đe dọa đối với an ninh khu vực của việc Trung Quốc khống chế vùng Hoàng Sa, thì Việt Nam mới thúc đẩy được hồ sơ Biển Đông theo chiều hướng có lợi cho mình. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vịnh Long vẫn nhấn mạnh rằng, hiện nay ông chưa thấy Hoa Kỳ tích cực lắm trong việc bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình trước những ý đồ hung hãn của Bắc Kinh, dù rằng Washington thấy ý định thiết lập vùng không không là nguy hiểm cho chính Hoa Kỳ. Mặt trận mới của Hoa Kỳ ở Biển Đông là tấn công ngoại giao vào đường lưỡi bò và ủng hộ vụ kiện của Philippines. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hầu như đã tranh thủ mọi cuộc gặp với các tác nhân tại châu Á, từ Philippines, Nhật Bản cho đến Indonesia, Asian và cả với Trung Cộng, để nhắc lại quan điểm kiên quyết chống đối của Washington đối với một vùng phòng không mà Bắc Kinh muốn đơn phương tuyên bố tại Biển Đông. Quan điểm cứng rắn của người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã được một loạt các tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ phụ họa, từ tướng Herbert Hawk Calisto, tư lệnh không quân Hoa Kỳ tại vùng Thái Bình Dương, trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Hoa Kỳ Bloomberg vào hôm 9 tháng 2 tại Singapore, cho đến phát biểu của Đô đốc Jonathan Greenert, tư lệnh hành quân của Hải quân Hoa Kỳ tại Philippines ngày 13 tháng 2 vừa qua. Theo như giới quan sát, thì ngoài thái độ kiên quyết chống một vùng phòng không mới của Trung Cộng trên Biển Đông, thì Hoa Kỳ lần này đã thẳng thừng đà kích tấm bản đồ đường lưỡi bò mà Bắc Kinh đang sử dụng để áp đặt yêu sách của họ trên Biển Đông, đồng thời công khai tuyên bố ủng hộ việc Philippines kiện các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của chính quyền Trung Cộng trên Biển Đông. Tất cả các yếu tố kể trên đều đã được ông Daniel Russell, là trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, nêu bật trước Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, khi mà ông cảnh báo chính quyền Trung Cộng rằng không nên tìm cách thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Tuy nhiên thì thưa quý vị, các quan sát viên cho rằng Bắc Kinh sẽ giận dữ và tìm cách trả đũa Hoa Kỳ ở Biển Đông hay là Biển Hoa Đông.
Một kiến trúc sư người Pháp gốc Việt thì cho rằng không nên đụng tới cầu Long Biên. Thưa quý vị, một kiến trúc sư người Pháp gốc Việt là ông Hồ Thiệu Trị vào ngày hôm nay cho rằng giải pháp tốt nhất cho cầu Long Biên là xây dựng hẳn một cây cầu khác cách xa nó để không làm thay đổi cảnh quan và hình ảnh của cây cầu cũ. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị trả lời của BBC từ Sài Gòn nói rằng hình ảnh và không gian là hai điều quan trọng nhất trong dự án cầu Long Biên. Ông nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam muốn làm một công trình gì cạnh cây cầu hay tiếp xúc thẳng với cây cầu thì ông cho đó là một phương án phải xem lại vì nó đụng chạm tới hình ảnh và không gian của cầu Long Biên. Việt Nam đang đưa ra các phương án khác nhau nhằm xây dựng một cây cầu mới hoặc là cải tạo cây cầu Long Biên để phục vụ nhu cầu giao thông qua hai bên bờ sông Hồng, Hà Nội. Tuy nhiên, hơn 3 phương án cũ và mới từ phía chính quyền đưa ra đều gặp phải sự phản đối từ dư luận vì nó có thể trực tiếp thay đổi hình dáng, kết cấu và cảnh quan, không gian nối với cối kiến trúc cầu Long Biên. Thưa quý vị, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người đã từng lo dự án phục chế nhà hát lớn tại Hà Nội, cũng lấy ví dụ của tháp Eiffel được xây dựng cho một cuộc triển lãm vào thế kỷ thứ 19. Sau đó thì có nhiều người cho rằng nó không có giá trị về kiến trúc cũng như là kinh tế cho nên đã phải bỏ đi. Tuy nhiên, dư luận dân chúng tích cực muốn giữ lại và nhờ thế mà Paris và nước Pháp giờ đây có một biểu tượng rất đáng tự hào, ai qua đó cũng phải tới xem. Cầu Long Biên về mặt thẩm mỹ thì không thể nào so được với tháp Eiffel, nhưng nó là chứng tích của lịch sử và sự phát triển của nó gắn liền với Hà Nội. Người thiết kế ra cây cầu Long Biên tại Hà Nội cũng chính là tác giả của tháp Eiffel tại Paris là ông Gustave Eiffel. Ông Nguyễn Bắc Truyền là bị hành hung trong chuyến đi vận động nhân quyền. Thưa quý vị, bản tin cho biết là một nhà bất đồng chính kiến trong nước đã bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong 2 tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền cho đài VOA Việt ngữ biết là ông và người vợ đã bị bốn an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2 tại phố Đào Tuấn Liễu Giai tại Hà Nội khi đang trên taxi tới đại sứ quán Australia để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyền cung cấp cho đài VOA Việt ngữ cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. Thưa quý vị, sau đây là một phóng sự tên San Jose, California. Theo thông lệ hàng năm, khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California tổ chức lễ giỗ tưởng niệm các vị cố tổng thống miền Nam Việt Nam của hai nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa nhằm vinh danh công lao của các vị lãnh đạo trong công cuộc chống làn sóng xâm lăng của cộng sản quốc tế. Trong giai đoạn đen tối nhất của đất nước, cố tổng thống Trần Văn Hương vẫn giữ khí tiết và đạo đức của một nhà giáo. Lễ giỗ và tưởng niệm ông đã được tổ chức tại thành phố San Jose. Phóng viên Nghe Lượng có mặt và tham dự gửi về bản tường trình như sau. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SDTN, lúc 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2014, Quốc hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali đã tổ chức lễ giỗ cố tổng thống Trần Văn Hương. Tôi cũng được một cái may mắn hy hữu là phục vụ và được nhiều lần gặp trực tiếp với tổng thống Ngô Đình Diệm, với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và với tổng thống Trần Văn Hương. Riêng đối với Tổng thống Trần Văn Hương là cái người mà tôi đã có nhiều cái chỗ tiếp xúc rất là thân tình, và tôi nghĩ người đó là một cái người anh hùng. Ngài đã hứng ra chịu vai trò trách nhiệm Tổng thống trong một cái giai đoạn rất là nghiệt ngã của đất nước của chúng ta. Lần gọi điện thoại mà tôi nhớ mãi mãi là cái buổi tối ngày Chủ nhật 27 tây tháng 4 năm 1974 lúc 9 giờ. Ngày đó là cái ngày chót trong nhiệm kỳ tổng thống của ngài, và tôi rất là kính phục. Tôi nhớ tới cái người lãnh đạo có một cái đời sống rất là đơn sơ, có một cuộc đời rất là đạo đức. Biểu tượng ai cũng thấy rõ, đó là đô trưởng Trần Văn Hương, đó là thủ tướng Trần Văn Hương, đó là tổng phó tổng thống Trần Văn Hương và tổng thống Trần Văn Hương. Di ảnh cố tổng thống Trần Văn Hương. Chào tay, chào. Sau nghi thức khai mạc, mọi người dâng hương lên bàn thờ của ông để tỏ lòng thương tiếc.
các diễn giả đã lần lượt phát biểu với nội dung. Cố Tổng thống Trần Văn Hương sinh năm 1902 và mất năm 1982. Từ năm 1955, ông đã là đô trưởng Sài Gòn. 4 tháng 11 năm 1964, được Quốc trưởng Phan Khắc Sửu mời làm thủ tướng để lập nội các. 27 tháng Giêng 1965, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, ông bị bắt và quản thúc một thời gian ở Vũng Tàu. 1968, Tổng thống Thiệu mời ông làm thủ tướng một lần nữa. Năm 1971, liên danh Thiệu Hương đắc cử, ông là phó tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức và trao quyền tổng thống cho ông Trần Văn Hương. 7 ngày sau đó, do áp lực từ nhiều phía, ông trao quyền lãnh đạo đất nước cho ông Dương Văn Minh khi Cộng sản Việt Nam đang tiến sát thủ đô Sài Gòn. Sau 30 tháng 4 1975, ông chọn ở lại quê hương, tiếp tục sống ở căn nhà 216 đường Phan Thanh Giản. Năm 1977, chính quyền Cộng sản trao trả quyền công dân, nhưng ông đã khước từ và nói: chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng sau họ nhận quyền công dân cho cá nhân tôi. Là một người đạo đức, là một thầy giáo từng đào tạo nhiều học trò nổi tiếng, hai lần được mời làm thủ tướng, rồi phó tổng thống, rồi tổng thống, cuộc sống thanh bạch, nghĩa khí và sự cống hiến cho nền tự do miền Nam của ông đã được mọi người quý trọng. Cái lẽ đó sẽ làm tổng thống yêu cầu gì làm thế nào, những cái vấn đề nó đương chia rẽ chúng ta đi, nó không còn nữa, để tạm dầu trong một thời gian này đi nữa, làm thế nào để giảm bớt cái đau khổ của đồng bào. Kết thúc buổi lễ là phần văn nghệ do các ca sĩ địa phương đóng góp. Nghe lữ tường trình từ San Jose. Thưa quý vị, bản tin tại Hà Nội, theo ý kiến của một vài quan sát viên khi phân tích sự rối loạn đang diễn ra tại Ukraine, thì Trung Cộng cũng không muốn Việt Nam cải tổ, dân chủ hóa, và đây chính là trợ lực cho sự cải tổ cải cách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà quan sát ông Đặng Sương Hùng, nguyên là Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Geneva và Thụy Sĩ, nói với đài BBC rằng Bắc Kinh e ngại bất cứ sự thay đổi nào tại Việt Nam đều sẽ làm thay đổi tại Trung Quốc, và sau đó Trung Quốc làm mọi cách để tình hình tại Việt Nam bị hạn chế trong một tình trạng lằng nhằng. Theo người cựu viên chức chính quyền Việt Nam vừa xin tị nạn tại Thụy Sĩ này, thì vai trò của chính quyền Trung Cộng ở đây khác hẳn với vai trò của Nga ở Ukraine, vì chính lợi ích của Trung Cộng mà họ không muốn sự thay đổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn không thấy ông Đặng Sương Hùng dựa vào những bằng chứng cụ thể để chứng minh cho luận chứng của ông. Tuy nhiên, thì ông Đặng Sương Hùng vẫn cho rằng việc này dẫn tới những khó khăn cho phong trào dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, thì cựu quan chức ngoại giao mới từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và đang xin quy chế tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ cũng cho rằng nội bộ lãnh đạo tại Việt Nam không hẳn nghiêng hẳn về phía Trung Cộng mà vẫn nhìn sang thế giới phương Tây. Ông Hùng đan cử những cố gắng của Việt Nam để ký Hiệp định Hợp tác Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ông Đặng Sương Hùng tiếp tục cho rằng tình hình hiện nay là sự cân bằng giữa Hoa Kỳ với chính quyền Trung Cộng. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn là nước nhỏ, do đó thì sự cân bằng này không thể có một kết quả theo như ý muốn của các nhà lãnh đạo được, và dần dà sẽ đẩy các nhà lãnh đạo gần với Trung Cộng hơn. Trong khi đó thì cũng có nghi vấn về việc Việt Nam học hỏi được gì từ biến cố Ukraine. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng khi phân tích tình hình Ukraine, một đất nước trước đây nằm trong khối Xô Viết hiện nay đang bị đẩy vào sự rối loạn nghiêm trọng, đã có nhận định sau: đến khi nào những yêu cầu về dân chủ, dân quyền được của người dân không được giải quyết thì ổn định chính trị chỉ là bề mặt, và đó là một bài học mà Việt Nam có thể rút ra từ các diễn biến bất ổn đang diễn ra tại Ukraine. Ông Hùng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học George Mason từ bang Virginia, đã trả lời cuộc phỏng vấn đài BBC Việt ngữ rằng chừng nào mà những vấn đề này chưa được giải quyết thì tình trạng gọi là ổn định chính trị chỉ là ổn cố về bề mặt thôi. Nó luôn luôn được hỗ trợ bằng bạo lực, mà bạo lực thì không bao giờ lâu dài được cả. Vào hôm thứ Bảy thì các diễn biến chính trị đã diễn ra dồn dập tại Ukraine, nhất là sau sự kiện Tổng thống Viktor Yanukovych rời khỏi dinh Tổng thống tại Kiev cho đến việc Quốc hội do phe đối lập làm chủ tình hình bỏ phiếu kết tội ông ta. Quốc hội tại Kiev cũng biểu quyết cho phép trao trả ngay lập tức tự do cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, một đối thủ chính trị của Tổng thống Yanukovych vừa bị Quốc hội truất phế. Trong lúc đó, những người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối Tổng thống và nội các tại nhiều nơi trong cả nước.
giáo sư Hùng cũng nhân dịp này đưa ra lý về giải mô hình, khuynh hướng và phương hướng giải quyết cuộc bất ổn và xung đột chính trị tại Ukraine. Blogger Trường Duy Nhất sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 3. Thưa quý vị, luật sư của nhà báo Blogger Trường Duy Nhất ngày hôm nay cho biết phiên tòa xử ông sẽ diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 3 tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Trường Duy Nhất là chủ blog nổi tiếng có tên là Một Góc Nhìn Khác, bị bắt vào hôm 26 tháng 5 năm 2013 tại Đà Nẵng vì cáo buộc là có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Blogger Trường Duy Nhất bị tạm giam từ đó cho đến nay. Luật sư Trần Vũ Hải đại diện cho ông nhất xác nhận rằng bà đài BBC Việt ngữ thân chủ của ông sẽ ra tòa với tội danh này. Vẫn theo luật sư Trần Vũ Hải thì sức khỏe và tinh thần của blogger Trường Duy Nhất đều tốt và vẫn khẳng định mình vô tội, cũng như là các quan điểm trong các bài viết của ông Nhất chỉ là quan điểm cá nhân. Blog Một Góc Nhìn Khác của nhà báo Trường Duy Nhất được khởi sự từ năm 2011, trong đó thì có nhiều bài chỉ trích đích danh các lãnh đạo Việt Nam. Ông từng chê Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là hèn hạ khi không dám nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 hồi cuối năm 2012. Ông Sang gọi người bị đề nghị kỷ luật là đồng chí X. Ngoài ra thì blogger Trương Duy Nhất cũng đã kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh từ chức trưởng ban nội chính Trung ương sau khi ban chấp hành Trung ương bác bỏ đề nghị đưa ông vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7. Được biết là ông Trương Duy Nhất là một trong số hàng chục cây viết mà Việt Nam đã bắt giam trong năm ngoái. Một blogger nổi tiếng khác đó là ông Phạm Viết Đào cũng bị bắt theo Điều 258 vào tháng 6 năm ngoái, và hiện nay thì vẫn chưa có ngày xét xử. Và kính thưa quý vị, cũng được biết là nghi can Trương Duy Nhất 50 tuổi từng đã làm việc tại các báo Công an, Quảng Nam, Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết trước khi ông chuyển sang viết blog để có thể nói thẳng những suy nghĩ của mình. Năm 2011, nhà báo Trương Duy Nhất đã phát biểu trong nhiều năm liền với chức phận là một nhà báo ăn lương. Ông luôn luôn phải viết những điều ông không muốn viết. Đó là những bài báo viết không cần một sự suy nghĩ, không động não, không tư duy, viết khoán cho đủ chỉ tiêu bài vợ nhận lương hàng tháng. Những bài báo vô thường vô phạt mà tự thân mình phải xấu hổ khi núp dưới bút danh khác. Thưa quý vị, blogger Trương Duy Nhất đã từng tự hỏi làm báo chẳng lẽ mãi như vậy sao? Và trên trang blog của mình, ông đã treo một câu hỏi, một câu nói của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập và đồng thời cũng là chủ nhiệm tờ Tiếng Dân Nguyên Văn như sau. Nếu không có quyền nói, viết tất cả những điều mình muốn thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói. Nhưng vẫn theo blogger Trương Duy Nhất thì ông đã chọn phương thức khác của Huỳnh Thúc Kháng. Ông chủ trương rằng nếu không có quyền nói hoặc viết tất cả những điều mình muốn thì nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết. Blog của ông Trương Duy Nhất thuộc loại có số người truy cập lớn nhưng đã không thể truy cập được từ khi ông ta bị bắt. Được biết là ông Nhất đã nhiều lần bị Bộ Công an Việt Nam gây sức ép về những gì ông viết trên blog của mình. Người tham dự kiểm điểm nhân quyền UPR từ Geneva trở về bị tịch thu hộ chiếu. Thưa quý vị, tin từ Sài Gòn, ông Bùi Tuấn Lâm là một trong những người tới Geneva tham dự phiên kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam hôm nay cho biết rằng khi từ Geneva trở về thì ông đã bị nhà cầm quyền tịch thu hộ chiếu và thông báo lệnh cấm rời khỏi Việt Nam với lý do chưa được phép xuất cảnh. Nói với đài BBC Việt ngữ thì ông Lâm còn cho biết trước đó ông đã bị tạm giữ và thẩm vấn trong vòng 8 tiếng đồng hồ ngay sau khi máy bay từ Manila hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 30 phút sáng. Đáp một câu hỏi khác về diễn tiến nội vụ thì ông Bùi Tuấn Lâm xác nhận rằng như là những lần trước bị bắt thì an ninh ở phi trường cũng nói passport của ông có vấn đề cho nên người ta cần phải làm việc. Nhưng sau khi vào bên trong phòng thì cơ quan an ninh của Bộ Công an đã đợi sẵn tại nơi đó. Theo ông Lâm thì an ninh Việt Nam quan tâm tới vấn đề ông và những người tham gia phái đoàn vận động nhân quyền lấy nguồn tài trợ ở đâu, do ai tổ chức, đã nói những gì trong các cuộc gặp gỡ và có liên hệ gì với Đảng Việt Tân hay không. Ông Bùi Tuấn Lâm còn cho biết là công an cáo buộc ông là qua Geneva để nói xấu nhà nước Việt Nam, và ông đã trả lời thẳng thừng là ông không nói xấu mà chỉ nói những điều đang xảy ra tại Việt Nam. Ông Lâm nhấn mạnh rằng bản thân của ông không thích Đảng Cộng sản, đảng này có nhiều sai phạm và có những điều chưa đúng trong vấn đề lãnh đạo đất nước. Ông là công dân nên có quyền nêu ra những vấn đề đó.
Sau cùng thì ông Bùi Tuấn Lâm hoan nghênh an ninh Việt Nam đã không làm gì mạnh mẽ trong cuộc thẩm vấn này và kết luận công an nói chuyện rất là cởi mở, nhẹ nhàng, đưa ra luận chứng giản dị rằng phiên kiểm điểm QPR đã có phần tác động khiến công an mềm dẻo đối với ông. Có những tranh cãi về tư dinh của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Thưa quý vị, tin từ Sài Gòn, trên các báo chính thống và mạng xã hội Việt Nam hiện nay đang nổ ra tranh luận về dinh thự sang trọng của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ là Trần Văn Truyền, đồng thời cũng là cựu Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào hôm 21 tháng 2, báo Người Cao Tuổi của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã gây chấn động khi cho đăng bài và hình ảnh liên quan đến điều này mà báo gọi là của nổi của ông Trần Văn Truyền, người từng giữ vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ từ năm 2007 đến năm 2011. Bài báo trên tờ Người Cao Tuổi đã tổng kết của nổi của cựu Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Văn Truyền gồm một biệt thự và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ ở thành phố Bến Tre, 2 nhà ông ta cho thuê cũng tại Bến Tre, cùng với 3 bất động sản khác ở Sài Gòn. Đi kèm theo bài báo là một số những hình ảnh, trong đó có nhiều hình ảnh về biệt dinh ở Bến Tre, mà báo này cho biết người ta còn đồn rằng trong biệt dinh có cả giường đặc biệt của vợ chồng ông trị giá nhiều tỷ đồng. Ngay lập tức thì ông Trần Văn Truyền lên tiếng trên báo chí bác bỏ những điều mà ông gọi là không đúng với sự thật. Theo lời ông Truyền, gia đình ông chỉ có sở hữu một biệt thự và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ ở Bến Tre trên diện tích khoảng hơn một mẫu Tây. Ông Truyền cũng phủ nhận cái giường ngủ của hai vợ chồng trị giá đến hàng tỷ đồng. Nhưng người cựu viên chức thanh tra chính phủ này giải thích rằng ông làm cán bộ bao nhiêu năm, dành dụm được ít tiền cùng với các con mở đại lý bán bia Sài Gòn và cùng những người con khác góp tiền vào để xây căn nhà chung cho gia đình sinh hoạt mà thôi. Trong khi đó thì Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre là Cao Văn Trọng cũng xác nhận rằng ông Trần Văn Truyền chỉ có 2 chỗ ở tại Bến Tre, trong đó khu biệt thự diện tích là 1 hectare như đã nói. Ông Nguyễn Bắc Truyền lại bị hành hung trong chuyến đi vận động nhân quyền. Thưa quý vị, tin từ Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến trong nước bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong 2 tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyền cho đài VOA Việt ngữ biết là ông và người vợ bị 4 an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2 tại phố Đào Tuấn, Liễu Giai tại Hà Nội khi đang trên taxi tới Đại sứ quán Australia để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyền cung cấp cho đài VOA Việt ngữ cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. Và thưa quý vị, sau đây là phần bình luận hàng tuần của đài SPTN. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 17 tháng 2, 1979 là thời điểm bùng nổ cuộc chiến 6 tỉnh biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Hoa. Cuộc chiến không chỉ liên quan hai nước Việt Trung, mà cả khu vực Đông Dương toàn vùng Đông Nam Á. Cũng có thể nói là do tác động có hậu quả từ mối tương quan hữu cơ giữa các cường quốc Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng vào cuối thế kỷ trước. Tuy nhiên, bài bình luận hôm nay chỉ giới hạn về buổi lễ tổ chức tại Hà Nội trong ngày 16 tháng 2, một ngày trước ngày diễn ra biến cố đau thương của toàn dân tộc. Cần phải nhắc lại tình hình chính trị quân sự của Việt Nam trong tương quan với hai nước Trung Hoa và Campuchia trong năm 1979. Ngày 7 tháng 1, 1979, Bộ đội Cộng sản Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh, đánh bại lực lượng Khmer Đỏ của Pol Pot, thân Bắc Kinh dựng lên một nhà nước thân Hà Nội. Để giải cứu cho lực lượng Khmer Đỏ, lấy cớ dạy cho Việt Nam một bài học, ngày 17 tháng 2 1979, do lệnh từ Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã huy động khoảng 600.000 binh sĩ, có xe tăng, đại pháo, yểm trợ, chưa kể hệ thống các giàn hỏa tiễn, tàu chiến của hạm đội Nam Hải và gần 2.000 máy bay sẵn sàng phía sau. Tất cả lực lượng khổng lồ này đồng tràng vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc trên một mặt trận dài 1.200 cây số. Cuộc chiến kéo dài đến ngày 5 tháng 3, Bắc Kinh tuyên bố rút quân sau khi đã dạy xong bài học với chủ trương triệt để của Đặng Tiểu Bình là giết sạch, đốt sạch, hãm hiếp sạch. Lính Trung Cộng hãm hiếp phụ nữ, giết con trẻ xong vòng xác các nạn nhân, lắp xuống giếng, vứt xuống vực. Sau cuộc chiến,
Bắc Kinh thay đổi biện pháp quân sự bằng kế sách thực dân mới Hán tộc kể từ hội nghị Thành Đô 1990. Sách lược Thành Đô đến nay dẫu được những kết quả vượt bậc. Điển hình tại buổi liên hoan nhảy múa ngày 16 tháng 2 vừa qua nơi tượng đài Lý Thái Tổ. Thay vì buổi lễ quốc tang tưởng niệm 60.000 quân dân Việt Nam bị sát hại bởi lính Trung Cộng trong chiến tranh 1979. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện mệnh lệnh từ Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội đã cho dựng lên một sân khấu với một số người, phần đông là phụ nữ bình dân lớn tuổi, ăn mặc hở han thô tục, và đám đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với đồng phục màu xanh. Nhóm người này nhảy múa theo bài hát Con Bướm Xuân, tức là ca khúc Trung Quốc Chính Nghĩa, một bản nhạc thông tục ca ngợi chế độ Cộng sản Bắc Kinh được Hà Nội cải biên. Kính thưa quý vị, nhà thơ Đỗ Mục đời Đường thời Nam Bắc Triều thế kỷ thứ 6 có viết bài thơ Dạ Bạt Tần Hoài với nội dung chê trách đám ca nhi dưới thời vua Trần Hậu Chủ không biết nhục mất nước, chỉ lo chuyện hát sướng. Nay không những không biết mối nhục mất nước, quy phục ngoại ban, cuộc vui chơi nhảy múa ngày 16 tháng 2 ở Hà Nội còn xác chứng thêm một điều. Người và Đảng Cộng sản hoàn toàn xây lưng vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi đau thương của đồng bào ruột thịt. 60.000 quân dân miền Bắc đã chết trong trận chiến giữ nước 1979. Từ đó cũng giúp chúng ta hiểu thêm một điều. Đảng Cộng sản quả đã không hề nghe ra tiếng gào đau thương uất hận của vạn triệu người miền Nam gục chết trong chiến tranh với kết thúc của năm 1975. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn biên tập viên Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị, phần bình luận vừa qua cũng đã kết thúc phần tin tức ngày hôm nay của chúng tôi. Bảo Châu, Chị Quyên xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp của đài truyền hình SPTN. Xin kính chào quý vị. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 1 lúc 2 giờ chiều, Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng hòa Ontario đã tổ chức lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ bờ cõi quê hương tại hội trường câu lạc bộ cựu chiến binh Canada. Mời quý vị theo dõi. Khánh Lan xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Vào đúng 40 năm trước, vào ngày này 19 tháng 1 năm 1974, quân Trung Cộng đã bất chấp dư luận thế giới ngang nhiên xua quân đánh chiếm phía Tây hòn đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Và ngày hôm nay, 19 tháng 1 năm 2014, để tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng hòa vùng Ontario có tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để ghi ơn và tưởng nhớ đến những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì công cuộc bảo vệ đất nước. SBTN Canada chúng tôi hiện đang có mặt tại hội trường của câu lạc bộ Hải lục Không quân thuộc thành phố Mississauga để ghi lại một số hình ảnh của buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 1 lúc 2 giờ chiều, Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng hòa Ontario đã tổ chức lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ bờ cõi quê hương tại hội trường câu lạc bộ cựu chiến binh Canada. 765 Third Street, Mississauga. Dù thời tiết xấu, tuy nhiên vẫn có hơn 250 đồng hương đến tham dự buổi lễ, đông kín cả hội trường, để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã bỏ mình vì đất nước. Rồi, đứng, một, hai. Chào cờ, ông Trần Văn Đáo, Chủ tịch Hội, trong bài phát biểu mở đầu buổi lễ đã nhắc lại diễn tiến trận hải chiến bi hùng chống ngoại xâm của Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Dân tộc ta luôn luôn tự hào về truyền thống chống sóng nước sóng lăng phương Bắc, thường xuyên rình mò để thống tỉnh
nước ta nhằm bành trướng lãnh thổ và cướp giật tài nguyên. Quần đảo Hoàng Sa gồm nhiều đảo nhỏ nằm ngang bờ biển của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và một phần của tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm thì đáng ra là hải quân phải tổ chức để tưởng niệm và vinh danh những cái chiến sĩ đã hy sinh bỏ mình vì tổ quốc trong cái trận chiến Hoàng Sa năm 1974. Nhưng mà cái mốc thời gian 40 năm là một cái mốc rất là quan trọng. Do đó mà Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng hòa Ontario tổ chức một buổi tưởng niệm, một buổi nghi lễ hết sức là trang nghiêm để cùng đồng bào tưởng nhớ và vinh danh các chiến sĩ 40 năm trước đã bỏ mình vì lý tưởng gìn giữ quê hương, gìn giữ biển đảo của cha ông để lại. Đó là lý do tại làm sao hôm nay có buổi lễ tưởng niệm hôm nay, và mong rằng ở trong nước cũng có những cái buổi lễ như vậy để là đồng bào cũng tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì tổ quốc, chứ không phải là hy sinh cho bất cứ một lý do nào khác. Và những anh hùng mà đã hy sinh vì tổ quốc là xứng đáng để được vinh danh. Sau khi trình chiếu đoạn phim ngắn tường trình lại trận chiến không công sức giữa những người lính anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng, danh sách 74 anh hùng tử sĩ đã được tuyên đọc trong không khí trang nghiêm. Cố thượng sĩ nhất Điện Khí Võ Thế Kiệm, cố thượng sĩ vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ, cố trung sĩ nhất vô tuyến Phan Tiến Trung. Trung tá Trịnh Tiến Hùng đã đọc bài văn tế tưởng nhớ các chiến sĩ đã đi vào lòng biển Hoàng Sa trong trận chiến giữ nước cách nay 40 năm, 19 tháng 1 năm 1974 đến ngày 19 tháng 1 năm 2014. Quần đảo Hoàng Sa ẩn hiện khói sương mờ, nằm án ngữ vùng bao lên Đại Việt. Miền lãnh hải đất Nam, chứng biển khơi linh thiêng sườn biển Đông Âu Lạc, đã bao đời chấn thủ bởi ông cha. Chữ Việt rành rành ghi gió trên bia, nhưng mưu gian dối địch luôn rình xâm lược. Tiếp nối chương trình, các vị đại diện Phật giáo, Hòa Hảo và Cao Đài đã cử hành nghi thức cầu nguyện, cầu siêu cho anh linh tử sĩ. Chúng con hôm nay vẫn tập về đây, tất cả một lần tưởng niệm các tử sĩ vì quốc vong thân trong trận hải chiến. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là Thượng tọa Thích Tâm Hòa, trú trì Trung tâm Văn hóa Pháp Vân. Dạ thưa, chúng con xin kính chào thầy và xin thầy cho biết cái cảm tưởng là một người đại diện cho các hội đoàn tôn giáo đến đây để tham dự buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa ngày hôm nay. Chào Khánh Lan, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài SPTN. Chúng tôi không phải là đại diện các tôn giáo, chỉ có Phật giáo chúng tôi đại diện đến đây để mà tham dự cái buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã tử chiến trong trận chiến Hoàng Sa của 40 năm trước. Nhớ lại của ngày này của 40 năm trước thì còn 3 ngày nữa thôi đã đến Tết Nguyên Đán. Trong khi mọi người nô nức để chuẩn bị đón xuân về thì 74 chiến sĩ Hải quân và cố Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Thà đã tử chiến và bảo vệ đất nước, nhưng mà cuộc chiến bất thành. Mặc dù cuộc chiến nó không được như ý muốn, thất bại, nhưng mà đó là nó lên được cái chí khí của một cái người con dân nước Việt đã đem hết tất cả sinh mạng của mình để bảo tồn cho đất nước. Thì chúng tôi là những người tu hành, trước khi là người tu hành thì cũng là người Việt Nam. Chúng tôi rất là mang ơn tất cả những anh em chiến sĩ, những người đã ngày đêm bảo vệ quê hương bờ cõi. Cho nên chúng tôi có mặt hôm nay để trước hết là để bày tỏ lòng biết ơn và xin được
góp phần cầu nguyện cho tất cả các anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống cho đất nước, cho quê hương. Và nhân dịp xuân về, chúng tôi xin được kính gửi đến tất cả quý thân nhân, những người thân nhân của tất cả chiến sĩ hải quân đã nằm xuống được an lành, và cầu nguyện cho tất cả các anh em chiến sĩ đã hy sinh được sanh về cảnh giới an lành phía bên kia. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Thật tình ra tôi vô đây tôi cảm thấy xúc động nhiều hơn, tại vì mấy chục năm rồi, ngày nay là cái ngày kỷ niệm các chiến sĩ. Thật thành tôi cũng không nói được nữa, nhưng mà tôi chúc mừng các anh em hàng năm làm như vậy để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh về Tổ quốc. Kế đó là lễ thắp nến tưởng niệm 74 vị anh hùng thuộc quân chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, chúng tôi rất hân hạnh được trò chuyện cùng với ông Văn Công Quân, là một nhân chứng sống của trận hải chiến Hoàng Sa. Xin chào ông, và xin ông cho biết là lúc mà cái trận hải chiến xảy ra thì cái nhiệm vụ của ông là gì ở trong Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc đó? Tôi là sĩ quan phụ tá cơ khí trưởng, trưởng khối kỹ thuật. Tôi lo về phòng tay và điện khí. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là duy trì chiến hạm trong tình trạng tốt nhất, có khả năng nhất để hải hành và tác chiến. Và ngày hôm nay khi mà về đây để tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, cũng như là để tưởng niệm 74 chiến sĩ đã hy sinh, thì hồi nãy trong cái phần nghi lễ thì Khánh Lan có thấy ông và một người chiến hữu của ông đã cung nghinh cái bài vị để lên bàn thờ, thì cái cảm tưởng của ông lúc đó như thế nào? Cảm tưởng của tôi thì rất buồn, bởi vì toàn là các chiến sĩ cùng chúng tôi để lấy lại Hoàng Sa và đánh với Hải quân Trung Quốc. Nhưng mà tôi cũng rất làm hãnh diện cho mấy anh đã hy sinh vì cho đất nước, cho lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam. Tôi là Hải quân ở Mong An xuống tham dự buổi lễ tưởng niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân của Trung Cộng. Do chỉ thị của Tổng thống Thiệu là chúng tôi bất cứ một giá nào cũng phải chiến đấu để mà giữ lại mảnh đất của quê hương. Và đây là cái dịp may mà tôi được mời đến để tham dự của hội Hải quân Tô Hồng Tô mời chúng tôi đến đây tham dự để tưởng nhớ lại những anh hùng hải quân cũng như chiến sĩ địa phương quân đóng ở trên đảo đã hy sinh về Tổ quốc 40 năm về trước. Dạ, thưa, được biết ông là người cùng khóa với lại cố Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Thà, thì xin ông cho biết một chút xíu chi tiết về cố Trung tá Nguyễn Văn Thà. Thưa chị, chúng tôi, anh Thà và tôi tốt nghiệp từ trường sĩ quan Hải quân Nha Trang khóa 12. Anh Thà và tôi là suốt gần 2 năm chúng tôi được huấn luyện tại trường sĩ quan Hải quân này. Anh Thà là một người rất dễ thương, hiền lành và chịu khó, là người tất
cả mà anh em trong khóa sĩ quan của chúng tôi đó đều quý mến anh Thà và rất là buồn khi mà nghe tin anh Thà đã bỏ mình tại Hoàng Sa mà chết theo tàu. Đó là cái điều mà chúng tôi rất đau buồn và chúng tôi cũng rất là hãnh diện cho Hải quân Việt Nam đã có một sĩ quan gương mẫu như vậy. Thưa cô, ngày hôm nay chúng tôi đến đây để dự lễ tưởng niệm 74 chiến hữu hải quân đã bị hy sinh tại Hoàng Sa, Trường Sa và vì lý do là để bảo vệ lãnh hải của Việt Nam. Một sự hy sinh quá to lớn đối với các chiến hữu hải quân, do đó chúng tôi hết sức là đau buồn và tưởng nhớ các chiến hữu này. Hôm nay tôi đến đây tham dự cái buổi quan trọng của ngày để quân lực của Việt Nam Cộng hòa chúng tôi ngày hôm nay, thì tôi đến tưởng niệm những anh em hải quân đã anh dũng, đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, để chống lại kẻ thù là Trung Quốc. Tôi mong rằng toàn dân, toàn quân chúng ta phải hiểu cái sự hy sinh cao cả của anh em hải quân ngày hôm nay. Đó là ngày tưởng niệm để nhớ đến những chiến công của anh em hải quân đã bảo vệ đất nước. Cảm ơn. Chào cô có thể cho biết cảm tưởng của cô khi đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa ngày hôm nay? Quá xúc động, không thể tưởng tượng được. Trước khi đi dự thì tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ rất là xúc động khi mà nghe và được kể lại những câu chuyện, nhưng mà không thể ngờ rằng cái sự xúc động nó rất sâu sắc như vậy. Và bây giờ dù rằng mình đã xa quê hương, đã mất quê hương rất lâu, mà mỗi lần nghe đến những cái địa danh của quê hương như là Trường Sa, Hoàng Sa, lòng mình nó vẫn nghe có một cái gì nó rất là thương nhớ sâu xa, một cái sự xúc động. Mà hơn nữa là mình nhìn thấy rằng tất cả những bà con, những cái người trong cộng đồng hôm nay, người ta đến đây rất là nhiệt tình, người ta đến bằng cái sự xúc động, có những người chảy nước mắt nữa. Cho nên có thể nói rằng đây là một cái sự vinh hạnh mà được đến dự những cái buổi như thế này. Đã lâu lắm rồi không có đến với các hội cựu quân nhân hay là hội hải quân, hôm nay mới trở lại thấy rất là cảm động trước sự tổ chức của các anh chị em để tưởng nhớ các vị chiến sĩ hải quân đã vì quốc vong thân. 74 chiến sĩ đã tử vong cho trận chiến Hoàng Sa, thì Kim Dung vô cùng rất là vui được đến dự buổi tưởng niệm hôm nay. Tôi rất là xúc động, tại vì mình nhìn lại cái trận đánh năm 1974 thì lúc đó mình còn nhỏ, nhưng mà cũng nhận biết là một cái điều mình không chống lại được, nhưng mà với cái sự hy sinh như vậy mình cũng thấy rất là kính trọng và ngưỡng mộ những anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay thì nhắc lại chuyện đó không khác gì mấy chục năm về trước, thì tôi cũng vẫn có một cái cảm rất là cảm động và thương tiếc các anh đã hy sinh mạng sống mình cho một đất nước. Dạ thưa chào anh, một thời gian gần đây thì báo chí lề đảng của Cộng sản Việt Nam họ cũng có nói về những chi tiết của trận đánh Hoàng Sa, Trường Sa của mình, cũng như là danh tánh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh họ cũng nói đến. Nhưng mà có những cuộc lễ mà để tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa đó thì đã chuẩn bị được sẵn sàng, nhưng mà cuối cùng thì lệnh trên họ đã cấm, họ không cho tổ chức như vậy. Thì theo anh là một cựu quân nhân thì anh nghĩ như thế nào về việc này, và anh có ngạc nhiên hay không? Thì cảm ơn đài SBTN đã cho tôi có cái cơ hội để mà trình bày về cái vấn đề này. Đây là một cái vấn đề rất là hay. Đối với tôi thì câu hỏi thật sự ra nếu một cựu quân nhân không có gì để mà ngạc nhiên. Như chúng ta đã thấy trong những ngày gần đây, Cộng sản cũng rầm rộ, có những cái đài họ cho trình chiếu về cái
cái cuộc hải chiến mà ở Hoàng Sa với Trường Sa. Nhưng mà sau khi thấy cái khí thế của đồng bào trong nước quá xá tăng ở trong nước, thành ra họ sợ những cái khí thế này sẽ bắt đầu mà lan truyền đến đi khắp tất cả các khắp các nơi trên đất nước. Thành ra bây giờ đó họ đã thấy được cái hiểm họa đó, do đó họ hoàn toàn họ cấm chỉ tất cả những cái hành động mà đứng lên để mà biểu tình. Thì trước khi mà đến đây đó thì tôi đó có coi một số trong internet, một số những cái, họ đã đàn áp những cái nhóm tuổi trẻ trong nước để mà đã không cho tổ chức bất cứ hoặc là vinh danh bất cứ một cái vị anh hùng nào của mà Hoàng Sa mà Trường Sa. Đã đây là một cái chuyện mà tôi thấy rằng đây không phải là còn cái gì để mà ngạc nhiên. Bởi vì như lời của Tổng thống Thiệu đã nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà phải nghe những gì Cộng sản làm. Đêm vinh danh và tri ân những người lính áo trắng mang trong tim bốn chữ Tổ quốc đại dương, vị quốc vong thân đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Sau phần hợp ca và đơn ca các nhạc phẩm hùng ca do các hội đoàn quân đội trình bày. Chương trình của SPGN Canada hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này ở trang mạng www.spgncanada.com. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thiên Hà xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp.